Dù lấy dân chủ, nhân quyền ra làm khẩu hiệu để hô hào chống nhà nước Việt Nam, các nhóm chống cộng cờ vàng đã liên tục thể hiện rằng họ chỉ dân chủ trên đầu môi chóp lưỡi. Trong thực tế, họ không sinh hoạt theo lối dân chủ và cũng không có khả năng tôn trọng nhân quyền của người khác biệt với họ. Điều này thể hiện rõ qua các bình luận mà họ đưa ra về những phiên họp quốc hội đầu tháng 6. Chẳng hạn, trong suốt tuần đầu tháng 6, fanpage của Việt Tân đã liên tục rêu rao rằng quốc hội Việt Nam toàn bàn chuyện tào lao không xứng tầm khi đất nước đang ở trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Cụ thể, họ cho rằng giữa tình trạng kinh tế tả tơi trên cả nước, quốc hội vẫn đang ưu tiên bàn về việc mỗi công dân nên được phép đổi giới tính mấy lần và việc nên cho phép nam đại biểu quốc hội mặc áo dài ngũ thân. Những chỉ trích này của họ lần lượt nhắm vào ý kiến về quyền sửa đổi giới tính mà đại biểu Nguyễn Anh Chí đã nêu và ý kiến về quyền mặc áo dài ngũ thân mà đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã nêu trong các phiên họp mấy ngày qua. Và trong các bình luận trên trang của Việt Tân vẫn tiếp tục mạ lị hai đại biểu quốc hội này là nghị gật ăn hại đất nước. Nhưng nếu chịu rời mắt khỏi các trang chống phá đất nước của nhóm người tôn thờ cờ vàng để đọc báo, người ta sẽ thấy những lời đả kích trên mang tính đâm đặt và dựa trên thông tin sai sự thật. Trong thực tế, ngay từ phiên họp ngày 1 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, các vấn đề liên quan đến ngân sách, nguy cơ suy thoái kinh tế không chỉ được thảo luận ở Quốc hội mà còn được nhắc đến liên tục suốt một năm nay trên mọi diễn đàn chính thức ở Việt Nam, bao gồm các bài báo trong nước mà giới chống cộng cờ vàng liên tục xào lại cho mục đích công kích chế độ. Việt Tân nhận thức được tình hình kinh tế Việt Nam là nhờ các diễn đàn chính thức như báo chí Quốc hội. Thật vô lý nếu họ vu rằng các diễn đàn này đang im lặng trước câu chuyện kinh tế. Tiếp nữa, cần nhớ rằng Quốc hội không phải là một bộ máy chỉ đâu đánh đấy, mà là một diễn đàn nơi mỗi đại biểu tùy ý lựa chọn chủ đề để phát biểu và thảo luận. Đại biểu chọn chủ đề nào để nói là quyền của họ, xuất phát từ việc họ đại diện cho tầng lớp bộ phận quần chúng được nói lên tiếng nói nguyện vọng của mình. Không có ai có quyền ngăn cản điều này nhân danh những đề tài mà mình thích hơn. Nếu không hiểu điều này, thì các nhà chống cộng không có tư cách đem dân chủ ra làm khẩu hiệu chống chế độ. Và hai chủ đề vừa nêu, có phải là chuyện tào lao không xứng tầm không? Quyền chuyển giới là một quyền mà cộng đồng LGBT khá đông đảo ở Việt Nam đã đấu tranh suốt nhiều năm để được công nhận. Qua việc Việt Tân coi quyền đó là chuyện tào lao, có thể thấy họ không hiểu biết lắm về các vận động trong xã hội Việt Nam hiện nay. Và cũng cần nói luôn là chưa chắc họ công nhận cái quyền này vì họ tập hợp các thành phần được ưu đãi trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó đông đảo nhất là người Công giáo. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí, người đưa vấn đề quyền chuyển giới ra bàn luận, có thể được quy kết là nghị gật ăn hại đất nước không? Trái với ấn tượng sai lệch này của giới chống cộng, ông Chí điển hình cho những đại biểu tích cực phản biện xã hội. Ông là đại diện tự ứng cử trong cả hai khóa 14 và 15. Trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam năm 2016, ông đã chất vấn về căn cứ của số tiền đền bù 500 triệu USD của Formosa và đề nghị khởi kiện công ty này tháng 7 năm 2016 ở hành lang Quốc hội. Ông Chí cũng là người đã nhiều lần chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc lập các trạm thu phí tự động không dừng ở các dự án BOT nhằm minh bạch việc thu phí. Sau đó vào năm 2021, ông đề nghị cần tổ chức ngày quốc tang cho những người đã mất vì dịch COVID-19. Năm 2022, trước tình trạng thiếu thuốc để điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện công của cả nước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí đã có phát biểu: "Dù bất cứ lý do nào mà không có thuốc để điều trị cho bệnh nhân là lỗi nặng với nhân dân, bằng mọi cách chúng ta phải giải quyết để chấm dứt tình trạng này." Phát biểu này được chọn là 10 phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội năm đó. Với cặp mắt bị che mờ bởi hận thù, giới chống cộng sẽ chẳng bao giờ nhìn rõ những đại biểu đang phấn đấu vì người dân và cũng không có được thái độ cần thiết để tham gia các sinh hoạt dân chủ.